Ai chà, nhanh thật, mới đó mà các búp măng non của mình bắt đầu khai giảng năm học mới rồi đó. Mới sáng sớm, chị hai Suti đã gõ cửa âm âm rồi, làm cho em Suri cũng phải dậy theo luôn. Thôi thì nhường Suri cho 300 á, để mẹ make up cho chị hai lên sân khấu tự tin hơn cái nào. Nói chứ mẹ cũng không có siêng như vậy đâu, cơ mà thấy chị ta năn nỉ quá, không hay mẹ trang điểm cho con đi. Tự nhiên có mẹ trang điểm là con lên sân khấu tự tin hơn hẳn à. Chị ta đã nói như vậy rồi thì làm sao mẹ nỡ lòng từ chối. Thôi thì make up sương sương, mọi người nhìn thấy thì sao nào? Nhìn có đáng yêu không nào? Son sáp và son kem mà chị em Su đang xài là ở trong TikTok shop của mẹ Trang á. Ai muốn mua thì cứ vào giỏ hàng mua nha. Son không có chị, an toàn, mẹ bầu trẻ em gì xài cũng được hết trơn. Đợt này mẹ ở cử nên không có dẫn chị ta đi học, thay vào đó thì ba đưa chị ta đến trường nè. Ba còn tâm lý nhét cho mỗi Su 10k, dặn dò có khát nước thì ra canteen mua nước uống nha Su. Lót dép hóng nãy giờ, cuối cùng cũng tới tiết mục của chị Su nhà mình. Ai nói con gái học võ dáng thô lắm, nhảy không có xinh chứ em là thấy này nọ phết. Đố ai biết Su nhà ta đứng ở vị trí nào trong đội nhảy nè. Vậy là chị em Su chào đón năm học mới rồi đó. Mẹ chúc cho hai Su có một năm học thật là tốt nha.